chiếc chai bông, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là cái mặt hoa của cúc tỉ muội đây cả nhà. Đó, nói chung là mỗi một mặt hoa thì nó đều có một cái đặc điểm khác nhau nha. Cho nên thì nếu mà ai thích thì mình cứ sưu tầm thôi cả nhà. Thì cái này là cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Vì sao chờ nhau cả nhà? Thì thường á, khi mà nó trúng mùa của nó á, thì cái hoa của nó là nó sẽ búm lại. Nó sẽ chờ hết những cái nụ kia nó nở ra hết rồi bắt đầu nó nở một lượt á cả nhà. Cho nên người ta gọi là cúc chờ nhau ha. Đây nó ai thích thì mình cứ sưu tầm thôi ha, bởi vì mỗi một loại hoa mai nó đều có một cái đặc điểm đẹp riêng của nó, cho nên là mình cứ thích là mình sưu tầm thôi cả nhà. Nó đây là giống cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau nha. Thì bên vườn mai nhà em cũng có một số loại giống, nếu mà ai thích thì xin hãy alo cho em nha cả nhà. Và đây nè cả nhà ơi, đây là cái giống cúc tỉ muội bên vườn nhà em nè, cây nhỏ mà sao nó có vỏ cả nhà. Một số em thấy nó có nụ nè, nó được vài nụ ha. Thì Tết nay nếu chúng ta lại lá thì em nghĩ nó cũng cho được một vài cái bông ha. Bởi vì em thấy nó nhỏ nhưng mà nó có một nụ nè. Đây là cúc tỉ muội nha, hay còn gọi là cúc chờ nhau. Thì vừa rồi em có giới thiệu mặt hoa với chúng ta đó. Cây nó khoảng 2 tấn thôi cả nhà. Tuy nhiên thì em thấy nó cũng có một số cái nụ rồi nè. Đó, đây là cúc chờ nhau nha. Có rễ thì rễ trái bí nữa nè cả nhà. Trái bí nha, trái bí là so đủ kiểu nha. Để quái nữa thì có nút nụ đây nè. Đó. Ai thích sưu tầm cái giống cúc tỉ muội, cúc chờ nhau thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Loại này thì em bán giá là 100.000 một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cao từ 2 tấc rưỡi nha, 2 tấc rưỡi đi lên. Đó. Có cây thì bằng gang tay, có cây thì hơn cả nhà. Đó. Nhưng mà nó có vài nụ rồi. Rồi thì giá là 100.000 một cây, nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển. Và nếu mà lấy 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 nha.